Video lần này chúng ta sẽ quay trở lại cách code style, cũng như là tôi sẽ trả lời một trong những số câu hỏi chung chung của các bạn, và tôi lấy một câu hỏi để đại diện cho video lần này. Thì câu hỏi như sau, thì các bạn cũng biết là trong lập trình chúng ta sử dụng nhiều cái câu lệnh if else hoặc là with case, vậy nó khác nhau như thế nào. Đồng thời nếu như các bạn mà đã chưa tìm được một cái đáp án, chưa tìm được một câu hỏi rõ ràng, hoặc là các bạn đang thắc mắc một cái gì đó trong cái câu hỏi này, thì video này tôi sẽ lấy kiến thức của tôi để tôi trình bày, hy vọng sẽ giải đáp được cái thắc mắc của các bạn nhiều hơn. Nhưng đồng thời tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số code style mà tôi đã tích lũy được trong cái quá trình lập trình của tôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái file. Gọi là giống như style. Style.cos.js. Ok, bây giờ như thế này. Điển hình có những tình huống như thế này. Ví dụ như là có nhiều tình huống là các bạn viết một cái viết như thế này. Yes, oh, naps, user is return you use a ba mươi. Ok, cái này thì các bạn hiểu rồi đúng không? Cần phải giải thích, nếu mà không giải thích thì cứ đặt comment này, tôi làm video về những cái thuật toán này hay lắm, những cái kỹ năng này hay lắm. Rồi bây giờ đặt câu hỏi như thế nào, các bạn viết như vậy là quá tuyệt vời. Tôi không chê trách một cái điều là đây là những cái code mà các bạn viết rất là, người ta nhìn vào người ta biết là bạn là cao thủ đó, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi nhưng cái số 30 là cái gì vậy, các bạn hình dung được không? Tôi thấy rất nhiều các dự án mà các bạn ghi như vậy. Cho nên là một số nhân viên nghỉ thì nhân viên vào sau hỏi, ủa 30 là cái gì đấy anh? Tôi cũng chịu luôn, tôi cũng không biết giải thích như thế nào. Rồi hoặc là có một anh chị là từ dự án này nhảy qua dự án kia, và cũng thay đổi lại, cũng hỏi 30 đây là cái gì anh? Đây là một hằng số. Ok, thì tất nhiên là hằng số, nhưng là hằng số để giải thích ý nghĩa nó là gì. Cho nên có một số như vậy thì nó sẽ gây sự nhầm lẫn, cũng như là làm cho đồng nghiệp chúng ta bị đau óc. Cho nên là vấn đề này có thể giải quyết một cách rõ ràng hơn là cách code thế này. Chúng ta sẽ xuống đây. Chúng ta sẽ đặt một cái constant ở đây. Tất nhiên các bạn muốn đặt gì thì đặt, nhưng mà đặt cho đúng. Constant là phải viết khoa nha các bạn. Ok, các bạn thấy nó rõ hơn chưa? Đó. Các bạn thấy tức nghĩa là yêu cầu cái độ tuổi phải trên 30 thì cái hàm này phải giải bằng true. Đó, đâu có cần mà phải ghi như vậy. Các bạn nên ghi vậy cho tôi. Và sau này các bạn sửa đổi cái file này thôi. Đó là một cái kỹ năng. Rồi, kỹ năng thứ hai. Hôm nay tôi sẽ nói về kỹ năng code, cũng kỹ năng cái style trong code, cũng như là tôi sẽ giải thích cái switch và cái if else. Và hầu như trong cái dự án mà nó phức tạp thì tôi hầu như cái dự án phức tạp, cái điều kiện phức tạp, tôi sẽ không sử dụng switch case và if else đâu, tôi sẽ dùng cái khác của tôi. Ok, bây giờ giả sử có cái như thế này nữa, có một những cái hàm, ví dụ chúng ta sẽ có con validate chẳng hạn. Chúng ta sẽ bằng hai cái này. Chúng ta sẽ có create và is robot. Rồi có bạn thì trình bày như thế nào, is robot thì các bạn đây, các bạn làm gì đó, L thì các bạn làm gì đó. Tôi cũng gặp một số trường hợp là viết như vậy. Nếu mà robot á
thì chúng ta không cần tạo nữa, mà nếu mà tạo thì chúng ta như vậy ngược lại, thì cái này cũng không nên, nó không đúng với cái nguyên tắc lập trình solid của chúng ta. Đây, nguyên tắc chúng ta đọc, tôi cho cái từ khóa này chúng ta sẽ, nó thực sự là nó quan trọng như thế nào trong với lập trình của chúng ta này, nguyên tắc solid này, thì nó vi phạm cái solid đó. Các bạn đọc thêm nha, tôi sẽ không nói thêm, hoặc là các bạn có câu hỏi gì cứ bỏ xuống comment, tôi sẽ giải quyết sau. Cho nên á, các bạn đừng viết như thế này, nói chung là các bạn đừng cứ viết như thế này, tôi nó vi phạm cái solid này. Các bạn tìm cái từ khóa này, tức là mỗi hàm có một cái trách nhiệm riêng, giống như là trong một gia đình có người này làm việc khác, người khác làm việc khác, cho nên đừng có lộn xộn. Cho nên người ta sẽ viết như thế này, người ta sẽ xóa nó đi, người ta sẽ convert, rồi người ta sẽ xóa, người ta sẽ chuyển như thế này. Còn validate human, người ta sẽ vàng person user luôn, user đó, người ta sẽ trả lời vậy. Chúng ta tách ra to do làm ở đây đó, đó là user thật. Còn nếu mà giả sử mà robot á, giả sử mà robot á, người ta sẽ bằng is, to do, tách ra ha. Ok, người ta sẽ tách ra thành hai cái hàm khác nhau, chứ đừng có viết như vậy, nên tách ra. Ok, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. À, còn nữa, để viết thêm luôn, nhiều lúc các bạn là if else các bạn cũng viết như thế này, hai, các bạn cũng viết như thế này. Giả sử if có gì đây, điều kiện là gì đây, user chấm ấy lớn hơn 30 rồi, và user chấm name bằng CR7 và gì đây, user chấm block bằng anonymous.com. Anonymous.com tức là block của tiếp JavaScript, các bạn ghé qua nha. Rồi các bạn xử lý trong này, các bạn thấy nó như thế nào, các bạn thấy nó như thế nào, dở đúng không? Cho nên là các bạn nên như vậy, nên như vậy chúng ta sẽ bỏ một cái class s, ok chẳng hạn đi, sẽ bằng đó ba cái điều kiện này đó, rồi sau đó các bạn if is ok, rồi các bạn có thể làm trong này. Nó đơn giản không? Nó thấy nó hiệu quả không? Thấy nó sướng không? Đó. Hoặc là như này, hoặc là đây là cũng chưa tốt lắm đâu. Đây là dạng level 2 thôi. Level 3 nó như thế nào? Level 3 tôi thích như vậy này, level 3. Tôi tạo này. Is ok, cũng ok luôn, bằng tôi đưa cái user này vào. Đó. Rồi tôi return, tôi return ba cái này, đó, rồi tôi đóng cái này, tôi làm cái này, không? Rõ rõ ràng hơn, xong. Cái điều kiện này, cái điều kiện này xác định xem người này có phải là user này không. Nó có ba cả ba cái đơn giản thôi, không? Ok, đó là cái style code thôi. Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính này, chúng ta đi vào vấn đề chính nha. Rồi tôi comment lại vấn đề chính, chúng ta quay lại câu hỏi ngày hôm nay, đó chính là sự khác biệt giữa if else và switch key nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ hình dung cái câu chuyện cho các bạn này.
Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái hàm để chúng ta sẽ viết để chúng ta triển khai if else như thế nào. À thì tôi sẽ lấy cái này, tôi sẽ lấy cái nốt Node.js làm HTTPS đúng không? Thì ta sẽ có HTTP chấm status. Ok đây. À bây giờ giả sử chúng ta trong Node.js nó cung cấp cho chúng ta nhiều cái status trong code HTTP. Ví dụ như 100 continue, 200 là ok, 201 gì đây. Để chúng ta sử dụng cái này đúng không? À, các bạn thấy không? Là tôi sẽ enter một cái chỗ ra. Các bạn ở trong nút nó nhiều nhiều cái lắm. Đa này đa này hàm nhiều nhiều lắm các bạn ạ. Này lại này, nút này. Trong đó là chúng ta sẽ HTTP này, chấm này, started này, là ra này. À, các bạn cố gắng học cái nút cycle của nút đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ủa phải copy lên chứ. À, chúng ta có một chút đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có như thế này. Chắc 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 tôi phải soạn trước chứ làm như vậy mất thời gian của các bạn nhỉ, đúng không? Các bạn cứ comment nếu mất thời gian các bạn thì tôi sẽ làm code trước và tôi giải thích sau. Chứ làm như vậy đúng là mất thời gian của các bạn thật. Rồi, ví dụ như là tôi có cái chương trình này thì tôi switch if 100 bằng console về continue, if 1001 về switch chain protocol, if bằng 102 thì phục pressing. Ok thì nó sẽ diễn ra thực tế, thì có những bạn nó sẽ viết như thế này. Cho tôi ngắt một chút để tôi viết ở ngoài. Rồi ok. Bây giờ chúng ta quay trở lại. Bây giờ giả sử có một số bạn là viết cái if như thế này này. Đó, có một số bạn là viết cái if như thế này. Ok. Các bạn nhìn thấy nó như thế nào? Nó rối không? Rồi return ra coi. Bây giờ giả sử tôi bỏ 200 thì nó ra ok không? Đấy. Ok, bằng 200. Nhỏ nhỏ chút nha. Rồi bằng 200. Nhỏ nhỏ chút nữa. Rồi các bạn bằng 200. Nhìn thấy nó tuyệt vời không các bạn? Nó hay không? Nó vẫn hay, nó đúng chính xác, nhưng mà khi viết code á, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vậy. Thì chúng ta cứ thường gặp các cái câu logic có điều kiện hơi phức tạp như trên. Thì nếu như mà tôi lấy hết lúc này thì có lẽ cũng nhìn là cũng mệt. Vì vậy ví dụ đây là tôi lấy một ít thôi. Giả sử tôi lấy mà một một đống cái HTTP start started code mà tôi lúc nãy lấy ở trong cái nút JS nút thì có lẽ là thôi khỏi cần nhìn luôn, chóng mặt mà chết luôn. Ở bây giờ này. Do đó là do lý do này á thì cho nên á cái nền tảng ra đời cho các pattern trong JS á. Hình như tôi nhớ có bạn nào hỏi về cái vấn đề pattern JS đó. Có lẽ tôi sẽ làm luôn cho các bạn luôn ha. Bây giờ để chúng ta để vậy nha. Nhưng sau để sau chúng ta xem cách trình bày của Swift nó có ngắn gọn hay không. Đây Swift. Tôi sẽ viết Swift luôn. Tôi comment lại này. Rồi, tôi viết ở ngoài luôn ha. Để cho các bạn hình dung câu chuyện. Rồi, bây giờ tôi Swift như sau. Tôi cũng style cũng ra ok. Thì cũng y chang nhau, dùng switch và này các bạn xem switch và cái if nó như thế nào. Các bạn đánh giá đi. Tôi thì tôi thấy cái switch nó trông rõ ràng hơn if else. Nhưng các bạn biết sự khác nhau giữa hai cách trên về cách xử lý không? Chúng ta dành một chút thời gian để nói qua một chút nha. Nếu mà nói về tốc độ thì chắc chắn là cái switch nó sẽ nhanh hơn. Tại vì ở đây nó sẽ không phán đoán phức tạp này. Còn đây là có lệnh điều kiện này, if bằng này.
Tôi đánh giá cái này cao hơn thì đương nhiên rõ ràng rồi. Đây là ra một cái điều cứng cứng luôn. À, còn đây là ra phải ra một điều kiện nữa. À, cho nên là chúng ta có một bài báo nói về cái tốc độ của cái switch vẫy beo này. Bài báo này có thể nói là một cái cuốn sách điện tử mà cho các anh em bước vào lập trình để so sánh cái switch và test. Mà tôi không thể quên được, chắc chắn tôi không thể quên được, đó là speed test switch và XL. Các bạn đọc thêm cái này hay lắm. Hình như cái viết cái đây phải chục năm, 20 năm nữa. Đây, năm đầu tiên luôn. Đây, mô tả thực nghiệm đây. Ha. Mục đích như thế nào đây? Chức năng quy trình kiểm tra bây giờ tôi thì tôi kết quả thôi, người ta kết quả thôi. Này kết quả này. Sự, nếu mà giả sử bạn bạn này á, hiển thị thời gian vòng lập trống này thì các bạn có nhìn qua đây. Đi vào kết luận luôn, kết quả cho thấy rằng câu lệnh switch được thực thi nhanh hơn if else. Ha. Điều này là do khả năng biên dịch tối ưu hóa của switch. Trong trường hợp lệnh của if else phải xử lý từng câu lệnh if else theo thứ tự do người lập trình xác định. Tuy nhiên, bởi vì mỗi trường hợp trong câu lệnh của switch không dựa vào các trường hợp trước đó, thì trình biên dịch sẽ sử dụng các bảng nhánh để cung cấp một thực thi nhanh nhất. Đây, người ta sẽ đưa ra con số là 1 tỷ luôn đó. À, các bạn đọc cái bài viết này mà ai phỏng vấn các bạn thì các bạn đọc cái bài viết này là sẽ xong, không cần tôi giải thích. Cái mô hình đó là như thế này. Vậy á, phải hiểu như thế nào if else, bậc thang, và chúng ta cùng xem hình sau đây. Thì cái hình này á, tôi lấy ở trên mạng tham khảo thôi để cho các bạn hình dung. Đây là if này. Đây, các bạn thấy if không? If là bậc thang này. Thỏa mãn điều kiện này xong này. Nếu bằng phone á, đi điều kiện khác này. Bằng true thì trả về này. Bằng phone á, thì đi điều kiện khác này. Cái này bậc thang. Chúng thì các bạn lấy bậc thang thôi. Bậc thang lên từng bước, xuống 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 từng bước. Ok, vậy chúng ta so sánh với switch như thế nào? Thấy các bạn thấy đơn giản không? Switch nó đơn giản hơn. Chứng tỏ là nó nhanh hơn. À, thực sự các bạn không biết tìm hiểu như thế nào thì theo tôi là như thế này này. Việc đưa ra các quyết định của câu lệnh phụ thuộc vào các điều kiện. Thứ nhất là nó hai cái có đều chung. Việc thứ hai xác định if else được xác định bởi các ràng buộc, trong khi các trường hợp switch được xác định bởi người tùy chọn này, nên khả năng là nhanh. Và điều quan trọng của các nhà lập trình sẽ coi switch là câu lệnh trong mã này là dễ đọc hơn if else. Ok nha. Và sau khi đọc bài test mà tôi đưa ra thì hóa ra cái switch câu lệnh đó là nhanh hơn nhiều trong hầu hết các trường hợp khi so sánh với if else. Nhưng nó nhanh hơn đáng kể khi mà cái số lượng của chúng ta so sánh hơi bị nhiều. Nghĩa là khi mà chúng ta so sánh nhiều á, câu điều kiện bị lặp lại nhiều thì chúng ta sẽ có switch nhanh hơn. Nhưng mà với cái lý do với cái điều kiện mà x á, thì cái tốc độ nó không đáng kể đâu. Vậy ở đây đặt câu hỏi như thế nào? Khi nào chúng ta sử dụng if else, khi nào chúng ta sử dụng switch case? Đó chính là sử dụng if else cho một số điều kiện nhỏ. Thế là điều kiện lặp lại một hai lần thôi. Và khi mà chúng ta sử dụng switch thì cho một điều kiện lớn hơn, tức nghĩa là nó phải chạy qua quá trình rất là nhiều thì chúng ta mới lặp lại điều kiện nhiều thì chúng ta mới sử dụng switch. Ok. Nhưng có cách nào tốt hơn cho hai trường hợp trên hay không? Thì đương nhiên nếu có trường hợp này xảy ra như thế này á thì tôi sẽ không làm hai cái trường hợp này đâu, thì tôi sẽ làm như thế này này. Tôi có những ưng tiêu, ví dụ như là tôi viết ưng tiêu cho các bạn. À, tôi sẽ có ưng tiêu là như thế này. Tôi xóa đi, à, tôi comment lại. Bây giờ tôi viết này, tôi sẽ viết một cái hàm gọi là reason reason face code này. Tôi sẽ đưa vào một object này. Trong đó chúng tôi sẽ đưa này một ví dụ 100 vào này thì sẽ bằng gì? 2 chấm
con continue này. Và đương nhiên như vậy, để tôi viết ngoài cho các bạn, tôi bỏ vô rồi. Và đương nhiên như vậy ha, thì tôi sẽ có như thế này. Đồng thời sau đó tôi muốn lấy ra giá trị thì tôi chỉ cần const return sẽ bằng code này, chúng ta đưa vào code thôi, rồi chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào. Chúng ta sẽ console log ha. Sorry, và chúng ta sẽ có reason reason v đó sẽ bằng code. Hoặc chúng ta sẽ bằng reason default. Xong, đơn giản thôi các bạn thấy không? Nó ngắn gọn hơn nhiều không? Chúng ta sử dụng cái này là quá tuyệt vời luôn. Bây giờ tôi chạy này. Giờ tôi thử chạy đi. 200 xem như thế nào. Đó, vẫn ok. Vẫn tuyệt vời mà code gọn hơn đúng không? Đâu có phức tạp đâu. Đó, điều quan trọng là chúng ta sẽ xử lý được cái tình huống đó. Đoạn mã này á, đoạn mã này chúng ta sẽ thấy trông ngắn gọn hơn này. Sự thông minh của cái cách tiếp cận này nó sự phụ thuộc vào thuộc tính đối tượng và logic xử lý hàm của đối tượng của chúng ta mà thôi. Cho nên á, các bạn nào rơi vào thì nên sử dụng cái trường hợp như vậy. Chưa hết. Nếu mà các bạn biết cái new map rồi á, thì các bạn sử dụng cái này hay hơn nữa. Ví dụ như thế này, các bạn đã biết sử dụng new map chưa? Cách thứ tư này, các bạn sử dụng new map này, new map cho S6 á, thì bây giờ tôi viết ra ngoài để đưa vô cho các bạn cho nhanh. Thì tôi sẽ copy bên block analytic này. Đó, chúng ta sẽ có new map này, đồng thời chúng ta sẽ viết một cái hàm để trả về console này. Chúng ta sẽ trả về thử các bạn. Rồi bây giờ chúng ta thử chạy này. Ok, nó vẫn ra. Đó, các bạn sử dụng new map này. Đến đây các bạn nhìn vào hai cái trường hợp ở đây. Trường hợp sử dụng object, tôi sử dụng object, và đây tôi sử dụng new map. Cho nên trong các câu hỏi lập trình nhá, người ta sẽ hỏi giữa new map và cái object nó khác nhau cái gì? Vì sao các bạn sử dụng với new map? Đó, hai cái này đúng giống nhau đúng không? Nhưng mà vì sao người ta lại ra cái new map chứ không phải là thừa đâu nha. Đến đây các bạn thắc mắc tôi là sử dụng new map nó khác gì đâu so với object. Ok, từ từ tôi sẽ giải thích thêm cái lần này tôi sẽ giải thích về mặt cấu trúc. Các bạn phải hiểu cái new map nó như thế này này. Đây, về mặt cấu trúc nha, về mặt cấu trúc là nó sẽ như thế này. Ví dụ giả sử như tôi đã có cái key và key trên này đúng không, thì tôi sẽ có này về new map này, phân tích mổ xẻ policy một chút, thì chúng ta sẽ có nó mã object nhưng mà nó như dạng như thế này, nó là 100 phẩy continue. Đó, nó là dạng như thế này, 101 phẩy switching protocol. Đó, nó dạng như thế này, 200. Ok, đó. Còn thằng object á, thằng object này nó là dạng như thế này, các bạn phải phân biệt nha. Đây là object này thì nó sẽ dạng như thế này. Đó, hai chấm. Đó, các bạn hình dung được câu chuyện chưa?
thằng nào nhanh hơn, tức như thằng này nó co cụm này, nó lấy từng cụm này, nó lấy từng cụm này, nó lấy từng cụm này, còn thằng này là phải tìm thằng này, tìm thằng này, tìm thằng này, tìm thằng này, nó rõ ràng. Ngoài ra, các bạn sử dụng new map á, thì các bạn muốn sử dụng new object á, cho nên là thằng new map nó sinh ra để tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn nha các bạn. Còn nếu mà bạn muốn sử dụng new map như một object á, thì nó vẫn ok, nhưng mà một object thì new map thì không được ha. Hiểu không, hiểu ý lời tôi nói không? Ý tôi muốn nói như thế này này, ý tôi muốn nói là các bạn sử dụng new map để mà sử dụng như một object thì nó ok, ví dụ như thế này ha, ok. Nhưng mà các bạn muốn sử dụng object như một new map thì không ok. Ví dụ như thế này này, chúng ta sẽ có vá map bằng new map chẳng hạn đi. Tôi sẽ có trong này, tôi sẽ có hai cái array 1.2, 3.4, ok. Giờ chúng ta cần sâu ra map này instead of object, rồi các bạn nghĩ nó bằng true đúng không? Rõ ràng là bằng true rồi, gì nữa, tại vì map như object nhưng object không thể map được. Rồi bây giờ tôi chạy này, tôi comment cái này lại đi, rồi tôi chạy này true, ok, map như một object. Nhưng một object có như map hay không thì tại sự tôi object sẽ bằng new object. Rồi tôi sẽ cần sâu xong, chúng ta sẽ có object sẽ bằng map hay không ha, chạy phone thấy không, map nó sẽ chứa object mà object không thể sử dụng bằng map được đó. Cho nên là chúng ta sử dụng khi mà tìm kiếm dữ liệu cho một object key thì chúng ta nên sử dụng new map. Như vậy thì các bạn đã biết object và new map nó khác nhau như thế nào, và nếu như các bạn muốn tìm kiếm dữ liệu trong key và value thì các bạn nên sử dụng cái new map, tại vì nó được sinh ra để tổ chức tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn. Bây giờ chúng ta quay trở lại một chút về object. Vì sao tôi quay trở lại object này, tôi mở ra thì nó có liên quan đến một câu hỏi của các bạn khi mà tôi ra cái feed, new feed, là các bạn nào muốn có câu hỏi nào để mà chia sẻ thì ghi lên để chúng ta cùng thảo luận. Thì một bạn câu hỏi này được nhiều người quan tâm và nhiều người được like nhất, đó chính là làm clip giới thiệu sơ sơ một số cái design pattern phổ biến JSDN. Ok, thì cái này chính là lý do mà người ta, các nhà lập trình viên sẽ sáng tạo ra những cái pattern JS. Vậy cái này là nó nguyên tắc của nó như thế nào? Đó chính là SOLID mà tôi lúc trước nói về video. Đó chính là Single Responsibility Principle, tức nghĩa là nguyên tắc trách nhiệm duy nhất của mỗi hàm. Và nguyên tắc thứ hai, nó cũng không kém phần long trọng, đó chính là Open Closed Principle, tức nghĩa là nguyên tắc đóng mở cho mỗi hàm. Có nghĩa là cơ bản là mở rộng hành vi của một cái class mà không cần sửa đổi nó. Ở video sau thì tôi sẽ áp dụng cái mô hình một cái pattern phổ biến nhất trong lập trình JS đưa vào hệ thống thương mại của AliConCon, thì chúng ta sẽ thực hành ở đó về một cái pattern như thế nào. Và video sau tôi sẽ cho các bạn một cái document, đó là của một kỹ sư công nghệ tài ba của Google, người ta đã viết ra 23 cái pattern JS để chúng ta có thể học và thực hành. Nhưng trong đó tôi thắc mắc có một đến hai cái pattern tại sao không đưa vào, nhưng mà nó rất phổ biến, cho nên tôi sẽ demo cho các bạn sau. Hy vọng các bạn là sẽ có một bài học thật là chất lượng, và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi video tiếp theo mà tôi thực hành nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.